dùng được hay không ạ? À? Và nếu sử dụng được thì người huyết áp cao nên uống chè dây như thế nào ạ? À? Chào bạn, chè dây là loại thảo dược thiên nhiên được thu hái từ rừng tự nhiên. Qua các khâu chế biến thì đã tạo nên một loại trà đặc biệt này, có tác dụng rất là tốt cho hệ tiêu hóa và điều trị bệnh viêm dạ dày. Ngoài tác dụng trên thì chè dây cũng là một loại thảo dược có tác dụng là giúp hạ huyết áp và hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Do vậy có thể khẳng định rằng người huyết áp cao thì vẫn có thể uống chè dây rất là tốt bạn nhé. Chè dây không những điều trị bệnh dạ dày mà nó còn có tác dụng điều trị cả huyết áp cao. Liều dùng là 50g một ngày dưới dạng là đun nấu hoặc là pha hãm. Thời gian sử dụng chè dây tốt nhất là trước bữa ăn khoảng 15 phút. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì cần hỗ trợ thì bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn thêm.